sau khi các bạn rửa mặt sạch sẽ nha. Sau khi rửa mặt sạch sẽ như vậy rồi thì cái bước nữa của các bạn đó là tinh chất hoa hồng. Tinh chất hoa hồng thì không thể nào thiếu nha các bạn. Khi mà các bạn rửa mặt sạch sẽ xong, tẩy trang xong, tẩy tế bào chết xong, rửa mặt sạch sẽ xong thì các bạn phải sử dụng tinh chất hoa hồng để nó se khít những cái lỗ chân lông lại. Đây, Kim Anh nói cho các bạn biết nè, Kim Anh đã tẩy trang rồi nhé. Hồi xưa cái da của Kim Anh á, cái lỗ chân lông này nè, nó to ghê lắm. Tại vì hồi xưa Kim Anh rất là dở, Kim Anh rất là dốt luôn, không có tìm hiểu rõ và không có tìm hiểu sâu á. Nhỏ lại. Thì mình đi lột mụn. Mình lột mụn và khi mình lột rồi á thì cái lỗ chân lông ở đây nó rất là to. Và chính vì Kim Anh xài cái tinh chất hoa hồng này nè, và bữa nay cái lỗ chân lông của mình á, nó se khít lại thấy rõ luôn. Đây các bạn coi nè. Đó, hồi xưa là Kim Anh lột mụn ghê lắm, cái chỗ này nó to ghê lắm. Xong rồi bây giờ xài cái này nó se khít lại rất rõ nha các bạn. Nhưng mà các bạn phải xài thường xuyên. Đây là tinh chất hoa hồng. Tinh chất nha các bạn, chứ nó không phải là nước hoa hồng bình thường nha. Sau khi các bạn xài cái tinh chất hoa hồng này lên, các bạn vỗ nhẹ như vậy để cho nó thẩm thấu vào da và nó se khít cái lỗ chân lông, làm sạch và làm nó làm sạch cái da của các bạn đó. Đó. Sau khi các bạn xịt cái tinh chất hoa hồng này lên để một chút cho nó khô